Xin chào anh em, ngày hôm nay thì Lam mới rảnh để quay video tất cả anh em. Trước mặt anh em là một chiếc điện thoại mà không còn xa lạ nữa. Tôi đã quay hàng bao nhiêu năm cho anh em xem, mà ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc điện thoại đặc biệt. Chiếc 993 no camera. Đây là con Nokia, đây là con no cam nhé. Con no cam thì nó còn đẹp khoảng tầm 97%. Đấy, anh em cùng nhìn. Tôi đã dán hết tất cả mọi thứ, dán hết cả viền luôn. Anh em cùng quan sát, zoom cho anh em cùng quan sát. Đây, tôi đã dán cả viền luôn. Đây anh em nhìn, dán để can mở, màn hình đã dán. Con máy phải gọi là rất là đẹp. Thì cái chiếc máy này nó được phối một cái bộ cánh mà Lam đã làm riêng cho nó, tức là toàn vậy không. Anh em cùng nhìn này, đấy, một cái bộ cánh như này. Thì anh em cũng biết là Lam làm ra thì cái thiên hướng làm của mình thì nó không giống một ai hết. Lam muốn làm những cái sản phẩm mà nhìn một phát là nó biết ngay là đồ của mình làm. Anh em cũng có thể quan sát. Đây, nó được làm từ những cái vảy chân của đà điểu. Nhưng mà cái vảy này Lam phải ngồi và tuyển và lựa xem nó đúng cái mục đích mà mình làm, mình thực hiện trên cái tác phẩm của mình như thế nào. Thì đây chúng ta có này, đây, phần mặt sau là vảy ngược, vảy ngang, và làm một cái bottom kiểu như thế này. Thì hiện tại ấy, ở Việt Nam mà phối theo những cái phong cách này thì mình làm để anh em cũng có thể quan sát. Đây, tôi quay tất cả anh em cùng xem. Đi kèm với nó thì có một cái bao da rất là hay. Đây, một cái bao da nó rất là đồng bộ, và cái chiếc máy cũng gầm hầm hố gầm gừ như vậy. Đây, anh em cùng quan sát này, nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp, rất là độc, rất là gầm gừ, rất là hầm hố. Thì cái phong cách chơi mà nó hầm hố mà nó đồng bộ đồng điệu như này thì hiện tại thì chỉ có một mình Lam, mình shop của Lam phối kiểu này thôi. Thì khi mà anh em sử dụng hoặc là chơi, đây anh em nhìn nhé, cái chiếc máy này cũng rất là tâm huyết tôi làm này. Anh em nhìn cái bao da này, đấy, tôi đi cái đường chỉ xanh trùng màu luôn, rất là đẹp luôn, rất là đẹp và rất là độc. Thì cái giá của cái chiếc máy này là 3,5 triệu. Thì anh em không cần phải đang quá đắn đo về giá đâu. Tại vì bình thường cái chiếc máy này nếu mà tôi bán máy trần tôi đã bán gần 3 triệu rồi, 2,950 triệu. Thì thêm cái bộ rắn da và cái bao da này thì bình thường shop của Lam bán là 2,2 triệu. Đấy, thì chọn full một combo như này chỉ là 3,5 triệu. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ với Lam để mua chiếc máy này, rất là đẹp. Chúng tôi cùng chiêm ngưỡng này, anh em nhìn cái bao da nó chất lư thế này cơ mà. Đó, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Anh em cần liên hệ với Lam nhé. Xin thành cảm ơn tất cả anh em. Xin chào.